anh có muốn mọi người lên đây thử cái vị của em nấu ngày hôm nay không? Nếu em sẵn lòng, em có thể mời mọi người lên. Em cũng rất muốn được mọi người cùng thử một bữa ăn mộc mạc của em, mọi người có đồng ý không? Đi kìa. Thật sự là ngại lắm luôn em à. Rất là ngại khi mà phải lấy chen vô ăn cái bữa ăn như này thì cái đồ ăn của người ta ngon quá. Ngại lắm luôn á thì em chưa hấp canh, em sẽ hấp một xíu canh. Đồ ăn của người ta bê về. Thôi được rồi. Thôi bây giờ đi. Liêm sỉ. Bê về. Cười ghê á. Ờ đất ơi. Nào vô anh em ơi. Hai người hợp lý. Hai người bày tỏ tình cảm ra đi, bày cảm cho em đi. Ê, ta chưa hửi luôn á. Ra đây hửi anh, ra đây hửi. Chớp mắt lên cái ta chưa kịp hửi nữa. Chưa đi nhá, bên này cứ ăn nhá, cứ vừa nói vừa ăn. Tiếp đi. Trời ơi, em đứa ơi. Anh đang nhìn cảnh này, anh tưởng tượng với cảnh gì không? Kiểu như hai vị tiên ban thức ăn xuống cho Phạm Nhân nữa. Ngồi dưới thức chẹp bẹp đi nè. Rồi, ngon quá. Em có thấy giao trứng cho ác chưa? Ngon thiệt. Được coi tivi này là vui lắm. Mỗi người ăn một xíu lấy vị xong rồi trả lại đây mình cũng có lương sĩ trả cái mâm muốn trả cái mâm úp cho có hả? Đấy để coi như là vẫn có mâm ăn cơm nè đó. Rồi hai người tỏ tình rồi. Rồi hai người cứ nói chuyện đóng phim đi, tụi tôi đây coi. Hai em tính review tại đây mà mọi người làm vậy. Thôi em rất là cảm ơn mọi người khi mọi người đã sẵn lòng ăn món ăn của em. Ủa tôi chưa thử lắm, ngon lắm rồi, ngon lắm luôn nè, chưa kịp hủy luôn á. Chưa kịp hủy luôn á. Em sẽ thôi hồi nãy mình lên cái nó bưng xuống dưới. Mình xuống dưới cái nó bưng lên. Mọi người đã chưa thử, mọi người thử tự nhiên nha. Để mọi người thử. Chú đâu. Thôi coi như con cháu trong nhà nè. Thôi. Đi về đi, cho ta thử ăn đi. Đây, ăn xíu lấy gì. Không, ăn đi. Lấy lòng, ăn lấy lòng. Cái thịt rất ngon luôn, thịt kho rất ngon. Anh ăn lấy hủy nha. Anh hủy. Đừng ăn kia có độc rồi. Giỡn á, nói chuyện tiếp đi. Ngon á, ngon. Cái canh cực kỳ ngon luôn. Ngon. Thịt đó, thịt ngon. Gia đình này náo loạn quá. Mấy đứa nhỏ đi chơi con. Ăn sao anh, chơi con. Anh thấy đồ ăn của em giống đồ ăn ngoài Bắc á. Ăn vị giống ngoài Bắc. Giống ngoài Bắc hả anh? Đúng rồi. Nó vừa phải. Miền Trung, người ta miền Trung. Em là miền Trung, ăn vị Bắc. Bất cần quá. Không, nhưng mà em sợ là nó sẽ không hợp khẩu vị với anh. Không, anh rất thích ăn mặn và ăn cay. Cái này là tuyệt vời luôn. Huy ơi, cho cái gì trả anh? Huy cho anh hỏi câu thiệt lòng nha. Cái style ăn uống em là vậy hả? Không, thật. Em ăn rất là truyền thống Việt Nam luôn nha. Mặn ra mặn, ngọt ra ngọt, chua ra chua. Anh nói là cái phong thái ngồi bàn á là cứng vậy luôn hả? Gồng quá, gồng quá. Dạ. Bây giờ mình ăn okay. mình ăn thoải mái như nhà đi. Ngồi như nhà luôn. Ngồi nhà. Nhà đi. Bây giờ hai người cứ tưởng tượng đây là nhà của mình. Đi. Đây là nhà của hai chồng mới cưới đi, thoải mái đi. Đây chỉ là hàng xóm thôi. Ăn nữa hả? Rồi hai đứa nói chuyện đi. Qua coi đi. Ăn ít thôi. Hai mình giống như đang đóng phim điện ảnh vậy. Cho em order ít bỏng với lại cả nước. Em cảm nhận như là đôi khi những cái tính cách của anh và cái phong cách ăn của anh cực kỳ, phải nói là cực kỳ giống với em. Không phải là em nói xạo, nhưng mà em thì em yêu quý những cái sự giản dị. Đặc biệt là em cũng thích đi du lịch. Thì anh có thích đi du lịch không? Anh không. Thật ra là từ nhỏ tới lớn bây giờ là nhà anh không có truyền thống du lịch. Sau này anh lớn lên á, cái anh những lần đi du lịch lần đầu tiên á, cái anh bị thiếu đồ, các kiểu anh chuẩn bị không đầy đủ. Anh không có kiến thức để đi du lịch, cho nên anh cảm thấy mỗi lần đi du lịch nó bị phiền quá. Nhưng mà sau này anh cũng cố gắng, anh đi với bạn bè nhiều hơn thì có nhiều ý kiến hơn, họ hỗ trợ mình nhiều hơn. Còn ăn uống thì món Tây món Tàu anh ăn không được. Mà anh là một người con Tây Ninh hả? Ừ. Gốc Tây Ninh luôn. Đúng rồi. Hôm nào rảnh hai mình đi phượt ra đó nha. Ok, ở đây về Tây Ninh thì cũng rất là gần, khoảng 1.5 tiếng thôi. Nhưng mà em thích du lịch đúng không? Thôi thực chất thì du lịch là em đi đâu cũng được, nhưng mà chỉ cần là đi cùng người mình thích thôi. Chứ thật ra thì cho tới thời điểm này em vẫn chưa có thời gian để đi đâu hết á.
chưa có thời gian bay. Có nhiều người mời em bay xa nhưng mà em cũng không bay. Tại vì em nói thật với anh là em chưa bao giờ đi máy bay hết á. Nên là em mong là sau ngày hôm nay em với anh sẽ có nhiều thời gian hơn cho nhau. Có thể tại ngày hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian để khiến hai chúng ta, khiến anh thôi, còn em đã rung động rồi. Để khiến anh rung động vì em. Nhưng em là người luôn nuôi hy vọng. Và em chỉ cần một ngày nào đó, nếu mà cuộc sống này nó mang đến cho anh sự mệt mỏi, thì anh chỉ cần nhấc máy lên gọi cho em là được rồi. Em không mong muốn gì hết á. Anh muốn hỏi một điều là qua bộ phim, em biết anh lần đầu tiên qua bộ phim Thưa Mẹ Con Đi. Cái hình ảnh của anh xuất hiện qua Thưa Mẹ Con Đi, em lần lần coi những cái clip anh review. Và đặc biệt em là một người rất là khó mà để mở lòng yêu thích ai hết á. Tại vì em cần một mối quan hệ bền vững. Theo anh thì anh có cần một mối quan hệ bền vững không? Chắc chắn là khi ai đã bắt đầu một mối quan hệ nào đó thì họ luôn mong muốn là cái mối quan hệ đó được lâu dài và nó vững chắc. Nhưng mà đó là điều mong muốn, và đó là một cái sự gọi là tương lai, và không ai nói trước được gì hết. Yêu một người là một chuyện, nhưng mà để người đó và mình có hiểu nhau hơn, đó là một chuyện nữa. Thì dù cho ngày hôm nay ở tại đây kết quả như thế nào em không quan trọng, nhưng quan trọng là sau ngày hôm nay em với anh có thể cho nhau nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn. Anh có đồng ý không? Anh đồng ý. Thật cảm ơn nha. Tại vì hồi nãy còn nhớ là còn có người nói là anh sẽ về giặt áo giùm em á. Giặt cái váy. Anh cũng nói chung tình cảm là không phải là sự ràng buộc và phải ép buộc người khác thích mình. Thì em đơn giản lắm. Chỉ cần em với anh ở ngoài cuộc sống cảm nhận được mình hiểu nhau và mình không thể thiếu nhau được, thì khi đó mình hãy về chung một nhà. Nhưng mà em luôn hy vọng và rất là mong ngày hôm nay anh cũng có thể cùng em quay về. Anh ngồi ở đây tất cả các số, anh thấy em là một trong những cô gái rất là thẳng thắn và rất là hiện đại. Em đến đây em tỏ tình với anh, em bày tỏ cái cảm xúc của em, cái sự yêu mến của em dành cho anh. Chỉ để như vậy thôi. Và em luôn tư duy trong cái ý thức của em là đó là cái nền tảng để mình phát triển lên, chứ không phải đến đây để tìm câu hỏi là có hay là không, đồng ý hoặc là không đồng ý. Anh thấy anh rất thích cái điều đó, và em rất là lạc quan, và em không phụ thuộc vào điều gì, em rất là mạnh mẽ.